Lâu nay thì đất đai vốn là nguồn tài nguyên và sự minh chứng cho quyền lực. Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, thì vai trò của đất nông nghiệp càng được chú ý. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ luôn phát biểu rằng an ninh lương thực là an ninh quốc gia, nhưng có một thực trạng là các hộ nông dân tại Mỹ vẫn đang phá sản và đất đai của họ mất đi qua từng ngày. Tại sao lại tồn tại nghịch lý như vậy đối với bất động sản nông nghiệp của Mỹ? Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này hay không? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong chương trình hôm nay nhé. Mình là Ngọc Cúc và các bạn đang đến với chương trình Tại sao lại thế? An ninh lương thực của Mỹ gặp đe dọa. Theo hãng tin The Hill, từ năm 2009 đến năm 2022, diện tích đất đai sở hữu bởi các tập đoàn và các công ty tài chính Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần. Giá trị số tài sản này cũng tăng từ 2 tỷ đô la lên 14 tỷ đô la trong cùng giai đoạn. Chỉ tính riêng năm 2021 đến năm 2022, giá trị bất động sản nông nghiệp của các doanh nghiệp tăng 14%. Với diễn tiến này, trong vòng 20 năm nữa, khi thế hệ nông dân hiện tại qua đi, 40% đất nông nghiệp cần đổi chủ và hệ thống nông dân theo sau muốn kế nghiệp cũng không dễ. Theo kết quả khảo sát năm 2022 do Liên minh Nông dân Thế hệ Trẻ thực hiện, thách thức chính cản trở việc kế thừa là chi phí đất đai quá cao. Ngoài việc khiến cho giá đất tăng, chính phủ Mỹ cũng không muốn cho các công ty mua đất bởi vì những doanh nghiệp này sản xuất theo hướng độc canh. Không chỉ riêng ở Mỹ mà trên khắp thế giới, nếu sở hữu đất, các công ty không đa dạng hóa sản phẩm lương thực địa phương mà tập trung vào các loại cây có tính thương mại cao như ngô và đậu tương. Theo quan điểm của các công ty, đầu tư vào cây trồng thương mại là hướng đi đúng đắn vì tạo ra lợi nhuận tốt và còn có vẻ giúp chống lạm phát. Dĩ nhiên, canh tác theo hướng này tốt cho các công ty, nhưng không tốt cho hệ thống thực phẩm của Mỹ. Mặc dù ngô và đậu tương được dùng làm thực phẩm, nhưng chúng thường xuất hiện ở dạng thực phẩm đã qua chế biến. Chẳng hạn như siro ngô có hàm lượng đường fructose cao, được sử dụng trong soda, kẹo và thức ăn nhanh. Trong khi đó, hơn 75% đậu tương thu hoạch được dùng làm thức ăn chăn nuôi. Khoảng một nửa số này được Mỹ dành cho hoạt động xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cho biết hoạt động độc canh của các doanh nghiệp đang góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực. Nghĩa là các loại thực phẩm an toàn và đầy đủ dinh dưỡng bị hạn chế sản xuất và không chắc đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Vào năm 2021, USDA ước tính rằng hơn 10% gia đình Mỹ bị mất an ninh lương thực. Thời gian gần đây, khi lạm phát gia tăng và các giải pháp hỗ trợ sau đại dịch không còn nữa, số gia đình bị mất an ninh lương thực có thể lên đến 25%. Lâu nay, để hoạt động sản xuất nông nghiệp được ổn định, Mỹ có luật trang trại Farm Bill là một dự luật được thông qua khoảng 5 năm một lần. Với các điều khoản liên quan đến loại thực phẩm, khuyến khích trồng trọt và phương thức canh tác, luật Farm Bill cũng bao gồm chương trình bảo hiểm cây trồng cho nông dân và những chương trình nhằm đảm bảo tiếp cận thực phẩm lành mạnh cho các gia đình thu nhập thấp. Với tiêu chí phát triển nông nghiệp bền vững, luật Farm Bill còn gồm nhiều điều khoản khác có lợi cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường tự nhiên. Cứ 5 năm một lần, luật sẽ hết hạn và được cập nhật. Luật hiện tại có tên gọi Đạo luật cải thiện nông nghiệp năm 2018, được ban hành vào tháng 12 năm 2018 và hết hạn vào năm 2023. Khi luật Farm Bill của Mỹ sắp được cập nhật, đề xuất đất nông nghiệp dành cho nông dân của Thượng nghị sĩ Cory Booker trở nên đặc biệt quan trọng. Đạo luật đất nông nghiệp cho nông dân, giải pháp được đề xuất. Đề xuất từ Thượng nghị sĩ Cory Booker có khả năng sẽ trở thành một phần trong luật trang trại Farm Bill với nội dung cấm các tập đoàn trong và ngoài nước mua đất nông nghiệp. Với mục tiêu thúc đẩy an ninh lương thực, các nhà lập pháp của Mỹ muốn kiểm soát quyền lực của các doanh nghiệp nên sẽ loại bỏ sự tham gia của lực lượng này và tạo điều kiện cho các nông dân thế hệ kế tiếp. Chỉ có cách này, những người sản xuất quy mô nhỏ mới có thể mua đất và sản xuất lương thực theo các chương trình tại địa phương và các chương trình phục vụ cộng đồng. Đề xuất của Thượng nghị sĩ Cory Booker cũng có tính linh hoạt khi tập trung kiểm soát các nhà đầu tư lớn. Theo đó, chỉ tổ chức nào có hơn 25 thành viên mới phải tuân theo lệnh cấm. Các thực thể tích cực tham gia vào hoạt động nông nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác xã trang trại và các tổ chức khác sẽ không bị chi phối bởi quy định này. Ngoài quy định về mua bán đất đai, đề xuất mới cũng cấm các doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA và dịch vụ tín dụng dành cho trang trại. Đây là những chính sách mà một số tập đoàn quy mô lớn đã tiếp cận được do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đây,
trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019. Chính quyền cựu Tổng thống Trump đã hỗ trợ cho nông dân theo chương trình trị giá 28 tỷ đô la, khi xuất khẩu nông sản Mỹ giảm đáng kể vì bị tăng thuế. Sau đó, đến năm 2020, USDA chi thêm 20 tỷ đô la cho các công ty nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tổng cộng, chính quyền cựu Tổng thống Trump đã chi hơn 51 tỷ đô la từ nguồn tài chính của USDA trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Theo quy định mới, đề xuất của Thượng nghị sĩ Cory Booker sẽ đảm bảo các gói hỗ trợ không dành cho những tập đoàn nữa mà sẽ đến tay nông dân với mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất bền vững tại địa phương. Khi các đề xuất cho luật Farm Bill đang được tập hợp thì một chương trình phát triển nông nghiệp của USDA vấp phải sự phản đối từ Hạ viện. Chương trình phát triển nông nghiệp gây tranh cãi của USDA. Cụ thể, chương trình đối tác hàng hóa thông minh vì khí hậu của USDA bị các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa chỉ trích vì quy mô và tính minh bạch khi thực hiện. Theo kế hoạch, chương trình dự chi 3 tỷ đô la để thu hút thêm nhiều nông dân và chủ trang trại làm đối tác nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của USDA vào nông nghiệp và được xem là nỗ lực của chính phủ nhằm đẩy mạnh giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chương trình sẽ trả tiền cho chủ đất để thử nghiệm nhiều phương pháp mới nhằm tối thiểu hóa lượng khí thải carbon trong hoạt động nông nghiệp, với mục tiêu là thu hút các chủ đất canh tác lâu năm nhưng chưa tham gia vào chương trình nào. Tham vọng hơn nữa, USDA muốn sử dụng chương trình này để tạo ra thị trường và dòng doanh thu mới cho các sản phẩm thân thiện với khí hậu đối với các mặt hàng như ngô, đậu tương, hạnh nhân, thịt lợn và thịt bò. Các quan chức của USDA cho biết, họ hy vọng chương trình đối tác hàng hóa thông minh sẽ mang tính chuyển đổi, giúp đưa các sản phẩm thân thiện khí hậu đến với tất cả các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ. Theo thông tin từ Liên minh Nông nghiệp Bền vững, chương trình này bao gồm 52 dự án mở rộng thị trường và 26 dự án có liên quan đến xây dựng thương hiệu hoặc quy trình chứng nhận. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cho biết, thông qua các dự án, USDA muốn tạo ra thị trường cho những sản phẩm nông nghiệp thân thiện với khí hậu, đồng thời phát triển các công cụ cần thiết để định lượng, giúp người làm nông tự triển khai trên đất canh tác. Theo ước tính của USDA, chương trình sẽ tiếp cận hơn 60.000 trang trại với diện tích canh tác hơn 10 triệu hecta, giúp giảm hơn 50 tỷ tấn carbon phát thải. Sáng kiến mới nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức sản xuất nông nghiệp, bao gồm Liên đoàn Nông dân Quốc gia và Liên đoàn Nông nghiệp Hoa Kỳ. Mặc dù vậy thì việc triển khai chương trình đối tác hàng hóa thông minh vấp phải sự chỉ trích từ Hạ viện. Các nhà lập pháp cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đã vượt quyền khi sử dụng nguồn tài chính từ USDA để tài trợ cho chương trình. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của đảng Cộng hòa còn cảnh báo nguồn tài chính của USDA đang có nguy cơ trở thành một quỹ đen phục vụ cho mục đích chính trị. Với những động thái này, khi đề xuất luật Farm Bill năm 2024, nhiều khả năng Hạ viện Mỹ sẽ đề xuất nội dung cấm Bộ trưởng Nông nghiệp sử dụng tài chính từ USDA để tài trợ cho bất kỳ chương trình nào. Đến lúc này, hiện tượng doanh nghiệp đầu tư vào đất nông nghiệp không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Mặc dù vậy, hoạt động đầu tư này không giúp ích cho sự phát triển dài hạn của nông nghiệp Hoa Kỳ. Thời gian qua, những quy định về sở hữu đất đai của người nước ngoài tại Mỹ có thể chỉ là hành động bài ngoại quá mức. Nếu an ninh lương thực trở thành vấn đề đáng lo ngại, thì Hoa Kỳ cần giải quyết từ gốc rễ, bắt đầu bằng việc đánh giá đúng mức vai trò của nông dân và không để cho các tập đoàn chi phối hơn nữa đối với hệ thống trang trại. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình Tại sao lại thế ngày hôm nay. Các bạn quan tâm đến chuyên mục nào thì vui lòng để lại bình luận cùng chương trình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!